Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn họp Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Chuẩn bị Tết Nguyên đán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn Lê Diện Sĩ chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo 7 phường quan tâm phối hợp tuyên truyền sâu rộng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nguồn gốc thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là các cơ sở mua bán hải sản, thức ăn đường phố. Quận Ô Môn sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe mọi người trước, trong và sau Tết.